Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Mình là Biusagi đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái set series Biusagi đến thường và cùng đối diện với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình chơi Lucian và lên phải nói là full ma vũ. Đấy. Thì mình có thấy là Sona đang support cho mình. Và cái phong trào lên cooldown này phải nói rất là phổ biến rồi, từ khi giờ hình nó được sửa lại. Từ khi giờ nó lên cooldown mạnh thì mình thấy con nào lên cooldown nó cũng mạnh nữa. Mình đã test thử cho Vinh nè, cho giờ hình và giờ đến lượt đó là Lucian. Tất cả đều là AD mạnh các anh em, rất là đã luôn. Trận này không biết khi mà Lucian nó lên được 6 cung đao thì sức mạnh nó sẽ ra sao. Tại vì Lucian phép cũng mạnh, đam cũng mạnh mà tốc độ đánh nó cũng rất là còn. Chủ yếu không hút máu rồi anh em ơi. Trận này cái Sona support thì đã rồi, bơm máu thì phê rồi rồi. Tại vì mình lên cuồng đao này mình không có hút máu ấy. Sau này support phải nói là quá tuyệt vời, chuẩn bài luôn. Team Kiri với support vãi thiệt. Quy nè, né họ các bạn ơi. Ở đâu man. Hơi bị thốn đó man. Đậu. Đấy, quy ăn quá nào, tuyệt vời. Chuẩn như tay múc đam, ok ngon rồi. Lucian mày gì chơi mày tóc biến này, chạy hộ các bạn ơi, ngon quá ngon. Regen nó bị ngáo sao á. Và thằng chiếc tên này nó không hồi máu nữa, thanh kiều bê luôn, quá đã. Ok, và anh em nào có yêu cầu nào hay hoặc là yêu cầu nào gì mà mình có thể làm thì mình đừng quên bình luận phía dưới nha. Mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em. Cái nào hay nhất thì mình sẽ làm và cố gắng làm trong thời gian sớm nhất. Đấy. Giờ việc của mình là chiếc fan thôi. Tại vì cái món đồ của nó là cuồng đao rất là mắc anh em à. Và nó là mắc nhất gì trong liên minh mày nè. Khá là đầu. Và mình đang mang bản là chuẩn xác. Để bắn 3 cái xong rồi nó sẽ gây sát thương thêm một khoảng thời gian tác động bên ngoài nữa. Khá là mạnh. Đấy, về nhà mua đồ nào. Farm được khá là chuẩn, mà ăn được mạng phút đầu game là ngon rồi. Cùng đao, I come in. Ok. Dịch chuyển nè. AD mà mang dịch chuyển mà nó là rất là trí. Thật ra là mình mang nhầm. Mà không sao chơi luôn. Bắn tới đội mày luôn nè. Chạy hộ luôn nè. Đấy, bạn phải chạy giờ liền. Không chạy là chết liền bạn ơi. Sợ liền. Bình Oliver à. Nghe tên là không ổn rồi. Oliver là cái gì? I don't know. Lucian có vẻ đang muốn xuống mình mà không biết nó có xuống hay không. Mày nè. Không kịp quay. Đầu bắn thường không kịp quay thôi là các mạng rồi. Đây nè, cái này là chú rất là thơm nè. Chú rất là thơm nè. Nó chạy về luôn khôn như chó. Khôn như mày quê nhà tao xích đầy ngoài đường. Rồi kia nó còn đầy cây quá, không băng trụ được. Quẻ này mà băng trụ được là ngon à. Rồi, việc của mình chỉ là farm và bế trụ thôi. Sức mạnh nó sẽ được tăng tiến dần thôi mà mình farm được anh em à. Rất là easy. Lucian có vẻ đang muốn xuống à. Anh ấy là chạy lên đấy, tao mình biết mà. Nó binh xuống nhưng mà có thể là nó xuống đâu. Cái thằng cờ hó này nó chô lắm. Lúc mà đang định combat tưởng nó xuống, ai ngờ nhìn là thấy nó ở mặt ở một nơi khác rồi. Và mình đã lên bảng điểm số, đầu đen gặp nhiều rồi. Đấy, farm nè, rất là chuẩn. Mày nè, trời. Cũng không thấm mấy, tại vì mình đang sở hữu là cái cung gỗ nên bắn không có đam. Bắn có thể tóc đánh rồi. Đấy, anh thanh niên Lee Sin đi găng mít chết ngược luôn. Tuyệt vời. Mày nè. Sao vậy? Trời, thốn mắt thốn luôn thề. Đúng là Lucian nó khác. Mạnh lúc đầu game vãi đái luôn. Vâng, Yasuo đang apply gì rồi. Hay.
một đối một anh cho hai thanh niên rừng. Rồi dê sụp bọt, mày không có tin được là cái đứa mày rồi sụp bọt luôn. Sao mày muốn bơi keo, muốn bơi keo chạy về lên chạy hộ. Tóc biến à, sao nó chạy nhanh vậy ta? Hình như mình nhìn không nhầm là nó bút cái hồi máu xong rồi nội tại của Rie nữa, chạy như đập flash luôn, nó như hình như hack speed luôn. Bây giờ farm vẫn chuẩn bài này mà farm vẫn gần bằng thời gian, ok. Nè khúc này là các mạng rất là dễ nè, thằng Rie nó chỉ còn ngáo ngáo một tí rồi lướt lên bắn nó liền. Đấy, anh em nên phải dùng chiêu quy để có máu, phải canh góc để có máu bằng chiêu quy nhiều nhất có thể. Ý sao nãy ké con si của mình đập phát sao mày. Chủ băng phát cũng thốn hơn mình bắn nó nữa, phát quy này đó. Rồi hay quá Sona. Ui không bắn kịp rồi. Nhưng mà còn E là còn tất cả. Mày nè, double kill quá tuyệt vời. Ngon stream. Sona dùng cái R chí vãi đái luôn. Hay quá Sona ơi. Được lâu được ấy, vừa mới khen xong lại fan của mình rồi. The fuck. Lâu mới được 7 support với nó là hiểu ý như gì. Nhưng mà bạn đừng fan mình nữa. Ngay okay. Ok xanh quá xanh rồi, 2k mốt tiền. Rang cái trụ luôn. Nó chết hết rồi, rừng nó còn ở trên kia rồi, sợ cái gì nữa. Rồi về luôn, Sona về rồi mình cũng phải về thôi, không về là tay nó ra nó giết mình là chết ngu rồi lại. Đồ thừa. Đấy, cùng đeo Icamin cuốc kim sách trụ nè, dày nè, giao gam ok, rất là nhiều tóc đánh là thời điểm hiện tại rồi. Phút thứ 8 mà 1.09 tóc đánh. Di bật rời về rồi, một pha combo của Revenge và Yesu. Di vẫn đang kiếm. Có mẹ không? Không có mẹ rồi, rất là xui. Tốc độ đánh vẫn chưa đủ ở thời điểm. Phút thứ 9 như thế này, anh Di farm không được nhiều, Revenge nó 4-0. Cách biệt quá lớn. Chơi nè, bay lên chơi trội. Sona support, ui vẫn được bắn kịp cái phê. Sona support nó chuẩn R ở lộn, nó chuẩn quy thấm vãi đái luôn. Rồi tiếp tục pha mọi pha mà nó là chừng này vượt thời gian mới gọi là tiêu chuẩn á. Sona nó gần hồ R lại anh em ơi, đợi nó có R cả bát cũng chưa muộn. Đấy, Sona support anh hổ báo ML luôn. Hả? Ê, mày bị ngáo à mày. What the hell, có mạng luôn, úi rồi. Easy game, easy life, yeah. Anh chủ luôn. Ôi, có quá ra kịp lúc vậy ba. Hên á, ui. Bắn thằng gì trước, Thằng gì, ý, mày. Chết tên này nè, vậy luôn. Come in. Sao mày? Ám mày si. Mày găng tao. Ui ui. Mày găng tao. Xăm là rồi con à. Vào đây. Vào đây. Sona, hit me. Cái đầu, ô ngáo ngơ rồi. The fuck. Bóp tem rồi. Ok, hôm sau cùng đeo đã hoàn thành anh em ơi. Ngu người quá cơ. Cái đầu đen băng trụ mắc lỗi luôn thề. Tự nhiên là băng trụ phải đó ta chết hai mạng luôn. Xèm lông thiệt. AD pha rồi hãng quá. Sorry man. Mày sụp bọc phải lên tiếng luôn mà. Tiếp tục ở trên con đường của nó là farm anh em. Cùng đao để đã hoàn thành rồi. Đam này 147 đam và 147 tốc đánh luôn, rất là hợp thời, hợp phong thủy. Đam với tốc độ đánh bằng nhau luôn, ảo vãi lòng.
Ý, ăn rồng à. Úi chết tôi, né. Help me. Lại chết một mạng nữa rồi. Đầu. Mình ra đúng lúc đó ăn rồng sai rồi. Quê phê đó sai, sao quá sai rồi. Ra đúng lúc nó ăn rồng đấy chứ. Ngu người. Mình nghĩ lại Lucian lên full cooldown rồi, mình nghĩ nó không ổn đâu em à. Chắc mình phải thay đổi cái build đồ mà nói là Lucian với lên cooldown về những cái món khác, chứ không thể là Lucian lên full cooldown được. Lucian lên full cooldown đó là một lối lên đồ ốc chó. Rồi mình phải thay đổi như là lên Gumoyan nè, xong rồi vô cực đồ các kiểu là đều luôn em. Mình lên đồ nó mới mạnh chứ. Mình nghĩ lên cooldown nó không mạnh lắm. Quyết định có thể được thay đổi vào phút chót mà. Cùng đao này mình nghĩ một món là quá đủ rồi. Khi nào rảnh thì mình sẽ làm Lucian lên phun cùng đao thử có thử mạnh không. Bọn nó đi tùm lum tùm lai hết. Lên bắt luôn. Ui mình thấy gì nó đi xuống đường này. Ui nó kìa. Thấy mình rồi nha. Rồi sao bạn? Bạn thấy mình rồi, bạn làm sao bạn? Giết này trước, thằng này trước. Sẵn thì mình farm của bạn tí. Chủ boss rồi mình cũng đã xong rồi. Giờ đi giúp mấy cái lane khác mời chủ. Ui, Yasu. Nó tin được bị chủ bắn. Rồi xong boss. Ui, Regen mày farm cu. Cu này, bọn mày farm cu này rồi mà chết chưa? Thanh trừng của tao lại máy nào. Có mạng liền em ơi. Tuyệt vời chim én. Quá đỉnh luôn ha. Thanh niên sẽ bỏ đi farm cu. Bắn rờ thanh chân thẳng mặt. Vỡ đầu. Thôi quá phê luôn. Mình không hiểu sao mà sau vài lần băng chủ ngu người thì mình đã bằng level của thằng Chitina. Mặc dù mình xanh ăn nó rất nhiều. Hiểu tình được. Đấy fam chuẩn bài luôn, không một con nào. Chứ tên này đang lên trên đường lên mít rồi. Món tiếp theo có lẽ mình sẽ lên đó là gương vô danh anh em. Gương vô danh để tăng cái sự hút máu của Lucian cũng như là tốc bắn. Và băng trụ chứ tên này bay vào bắn rồi có mạng nha chứ tên này rồi bay ra đó là một đài. Nhưng mà có tôi lên nè. Tôi lên nè. Có chuối. Một trái nè, hai trái nè. Come in. Chạy đâu hồi máu làm cái gì? Hồi máu làm cái gì? Biết để chết rồi thì đừng có cố gắng làm cái gì cho mỏi mệt. Ok. Farm này vẫn gần bằng thời gian chứ chưa bằng. Thua mười mấy con. Rất là mạnh luôn. Revenge bé ơi. Đừng chơi tôi. Bạn chơi tôi là tôi chơi lại là chưa biết ai hơn ai đâu. Vô luôn bạn ơi. Nó bật rỡ chơi mình thiệt kìa. Cái đầu ngu ngơi ơi. Nó 7-1 luôn. Khiêu khích những đứa không nên khiêu khích rồi. Phát. Ok hai món cùng đều với gương vô danh. Lúc đó nụt nẻ từ Yasu chọt hụt rồi, không nụt rồi. Chọt hụt là thấy nát rồi đó. Anh em nghĩ khi mà Lucian nó lên được cái cuồng đao nó sẽ bé cỡ nào? Hãy tí nữa mình sẽ chứng minh cái sức mạnh đó cho anh em xem. Mình sẽ ra mình bắn tầng đứa và thể hiện sức mạnh của con này. Và anh em nào đã xem đây và anh em chưa like cho mình thì mình nhớ nhấn like, xoay như là đăng ký ủng hộ cho mình nha. Cũng như là hãy click quảng cáo 1-2 lần trên một video thì thấy giúp mình rất là nhiều rồi. Tôi lên này, tôi có tele này, I come in. 4 đứa sao mà sợ được 2 đứa. Anh xin lại, rồi luôn. Bắn vẫn được. Tôi có rờ mà. Ý, không bắn được rồi. Mày này.
gì này. Ui gì cái đầu. Ui what the fuck mạnh dưới ta mấy trong bụi rồi bé đó. Ui gì nó mạnh dưới ta. Sau một thời gian tu luyện ở trên núi rồi Duy đang xuống núi nó càng quét tay mình rồi. Mạnh quá. Đầy cây mà nó chiếm như con luôn. Để bó cho tôi Duy ơi. Bó cho tôi Duy ơi. Duy ơi, quái của tôi mà Duy, come on. Tôi thọt lắm rồi. Đừng Duy ơi, đường của bạn là đường đường top chứ. Bạn nên lên top bạn farm đi bạn ơi. Giành quái, giành giật từng con mà farm luôn. Cái tay nó on mic kìa, what the hell. What the hell. What the hell. Mình vừa thấy thằng Raven nó tóc biến ma thuật. Có phải gì vậy không? Nhìn thấy nó rất là ảo. Nó kìa. Ở trong bụi có một thằng nào tên đó là Raven. Chở luôn có tôi, cái tuần sau. Insect đúng rồi, nice. Rồi, Lee Sin quá hay. Quá tuyệt vời luôn, Lee Sin play luôn. Quá hay. Có tôi nè, có R nè. Có mạng luôn, có R là có mạng luôn. Quá đại luôn. Cho tôi hết được không? Em bạn giành giật kinh quá. Không ăn hết được thì mình lâm tóc mình ăn quái cũng khá là phê. Quái 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 ôi. Quái tuyệt vời nè, quái này là đẻ nè. Đẻ nè. Ok. Mình farm này nãy giờ vẫn chưa hơn được thời gian nhưng mà vẫn gần bằng thời gian rồi. Khá là cố gắng rồi. Để nhè lên thêm cái vô cực hay là cái món gì nó mạnh mạnh tí ra bắn cho nó phục lực coi. Rồi 226 đam, đây là chưa tính 226 đam đây là chưa tính cái mà cuồng đao. Tính cuồng đao chắc cũng lên được cả 250 đam. Cũng mạnh rồi, đâu phải dần dần vừa đâu anh em. Tay mình có bát dữ quá vậy. Mình thì AD rất là thọt và tay mình nó cứ chơi hoài. Rồi. Gì ghê. Trời ơi thằng Ninh Niên Listen to that queen. What the fuck luôn. Vãi thiệt. Tay mình toàn nhân tài không. Trời lại quy một lần nữa mà nó là chuẩn đến từng mm luôn. Trời nó luôn. Come back đi em ơi. Rồi. Rồi luôn, thấy Sonya rồi là có một đứa là thấy không ổn rồi. Di mình có vẻ rất là hội báo ha. Mặc dù bên tay rất yếu. Tôi có rờ nè, bắn rờ nè, có máu trước đã xong rồi chơi sau. Đấy, rồi dê ra xua nửa cây các kiểu luôn. Mình hết mana rồi. Lên đồ cái build đồ này thì mình rất cần blue. Không biết tem nó có nhường hay không, đó là một cái chuyện khác. Blue là phải để mình mới gánh tem được chứ. Bạn giành là nát. Đấy, blue nè. Ok. 259 đam, 164 tốc đánh, quá tuyệt vời. Mình xin có rò rồi nhưng mà đá quỳ hụt liên tục thì rò làm sao mà được. Fuck. Thằng ba đây, Di đang solo với thằng Di phía dưới rồi, vậy đã thua rồi. What the hell, Di nó mạnh gì à. Cứu mình, nó chơi mình kìa. Nó chơi, mày chơi tao bắn sắt mặt lòng luôn, chết liền bạn ơi. Thằng rồi, thằng Yasuo này đúng rồi, một xác. Ôi, có chuối, ôi. Đúng là tránh vỏ dừa mà gặp vỏ dừa này ngon quá em ơi.
bắn quy hụt mà chúng đứa kia được mạng luôn, quá đẻ luôn. Gì nữa, ngày đó mà nãy giết tao nè, nãy mà giết tao nè, cứu mình để xin. Đúng rồi, mày chơi tao, đừng chơi tao khi mà anh em tao vẫn còn sau lưng. Chơi là anh em tao quất luôn. Rồi, bắn chủ luôn, bắn chủ. Ú, thanh niên, ú, ú, ghê đó, Jesus hơi bị kinh đó, hắt não bạn luôn à. Kinh ghê thiệt, đắp liền hướng quyền hướng vô rờ luôn. Ồ, thằng này nó chơi hắt não ghê quá anh em. Mình nãy mình tự hỏi là thằng Jesus đắp liều để làm gì ta. Vãi thiệt. Hình như mình nghe nói đắp liều là Jesus nó có hủy động động tác quy, quy nhanh hơn được xíu. Ồ, có quá là có tất cả mạng, mạng gì cứ để sau, có quá là cứ farm, farm nhiệt tình vào. Khi bạn yếu thì đừng có đánh lộn, mà bạn cứ farm là nó sẽ tự động mạnh. Ok, farm nốt cái đợt này nó xong về. Ok, bay cái 8 tiền rồi em ơi. Và farm bằng thời gian rồi, oh yes. Vô cực nè, vô cực cái nhẹ nè bạn ơi. Ok, vậy luôn. Rồi. Giờ lên cái gì cho nó mạnh ra. Mình nghĩ là mình sẽ lên mình nghĩ là mình sẽ lên cái gì đó. Tí nữa mạnh cái gì lên, lên cái đó sau. Chắc mình nghĩ mình sẽ lên cái đeo thủy ngân, tại vì tem nó cũng khá là nhiều CC, khá là nhiều khống chế, revenge đồ, regen đồ rất là nhiều. Revenge kia bắn nữa, mày chơi tao mày biết ngáo ngáo à. Hổ báo cáo chồm à. Rồi không chết. Mí bắn rất là lực nha. Lê Sinh bay vào luôn, bay vào, bay vào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, có mạng. Tuyệt vời quá. Giờ mình cảm thấy mình bắn lực vãi linh hồn luôn anh em. Thề bắn dần dần cảm thấy nó cứ ba bé thôi đó. Rất là mạnh. Tích cực thử 6 điểm, thử lên được nhiều đam rồi. Hồi 332 đam và gần 200 tốc tốc đánh. Bắn như thế này thì tên bạn sao mà chịu nổi đây. Tên bạn chỉ phải khóc thét thôi. Revenge kìa. Mày chạy được một lần nhưng mà không nghĩ lần hai mày sẽ chạy được. Nó bụi đi, nó bụi đi, nó bụi đi, tên nó ra kìa. Chơi luôn. Chơi, thân niên Lee Sin. Mày đâu chưa? Đâu chưa, đâu kinh khủng chưa? Tôi tới nè. Chơi. R lại hụt. Thôi lùi lùi luôn tí anh em ơi. Hay quá. Di nó đi ăn rồng một mình luôn, khá là chắc chơi người ơi. Giờ tem mình là phải càng quét tem nó rồi. Mày nè, đi đâu nè. Chạy chạy. Chỗ bắn đâu quá, đâu quá, đâu quá. Hép mi, hép mi, hép mi, hép mi. Anh chín rồi chết, ui né cái nhẹ luôn. Có phải đã bắn trụ, trụ hai trụ nó bắn muốn chết luôn. Tôi muốn có một, tôi muốn hút máu, tôi muốn hút máu. Đã quá tôi. Tôi muốn hút máu tí mà. Có một pha rờ mà nói là rờ mà xém chết luôn. Nó mà không nhảy là chết luôn rồi. Rờ công nhận lực thiệt. Ăn chủ đi, ăn chủ đi. Bắn nè, mày chơi nè. Ồ, rờ lại hụt rồi. Sona cho một lần cái bát mà rờ hụt hai lần liên tục thì phải nói là đó không chỉ là một cái tài năng mà đó là một cái nghệ thuật nữa anh em. Tài năng mà nó là rờ hụt và nó là auto hụt luôn. Ok, tên bạn chỉ còn cái nhà chính thôi.
Và rồi bay vào có mạng cho anh ta rồi mà mình vẫn đang được bắn. Revenge. Ủa Revenge không chết. Ôi lùi. Không ổn rồi. Mày Revenge. Chơi anh em tao. Mày chơi anh em tao nè. Xăm là chưa? Mày thấy mày xăm là chưa? Help me. Tại sao thằng support là chạy trước thằng AD? Tại sao thằng support là chạy trước thằng thằng AD còn một sự cover như thế này? Đậu đen. Còn... Correct. Ăn lẹ. Correct, ok. Có blue luôn, có quá có blue các kiểu cũng còn đầy đủ luôn. Để blue cho mình bạn ơi, bạn Di ơi. Đúng rồi. Hồ bạn Di, bạn tốt quá, bạn có blue rồi bạn mới nhường blue cho mình chứ bạn không có là bạn quốc luôn rồi. Ok, phải em tới xong về nhà mua đồ nào. Ok, về nhà mua đồ anh em ơi, 3k1 tiền. Về nhà là cái đeo thủy ngân thì mới nói là chuẩn bài luôn. Ok, 329 đêm. Quá tuyệt vời. Phải bay vào khá là không được quyết đoán từ Revenge và phải chế giá là bằng một mạng của mình rồi. Khỏi sức bọn mày, xin lỗi sức bọn nó luôn rồi. Vãi thiệt. Sone solo thắng Revenge luôn. Rồi mình chưa kịp làm gì mà tem bạn mới nói là bốc hơi hết rồi. Fuck. Tem bạn bốc hơi quá nhanh quá nguy hiểm luôn. À quên rồi em ơi. Ok tem bạn đầu hàng luôn rồi. Ok và giữ cho mình nha. Và tạm biệt em và hẹn gặp lại anh em vào lần sau. Chắc rằng nhớ like, share và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Bye.